Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với các bạn một cái tướng mặt của cái người mà luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Như các bạn đã biết rồi đấy, có những người ấy thì cảm tưởng như là cái thành công đến với người ta một cách mà luôn luôn là dễ dàng, cả tình lẫn tiền. Nói chung là rồi lại đi đâu cũng được mọi người người ta quý mến, người ta nể trọng. Các bạn biết được những cái người đó như thế nhưng mà các bạn không hiểu tại sao. Hôm nay mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái nét tướng mặt mà để mà tạo nên một cái người mà luôn gặp may mắn, luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Có những người sinh ra thì trên khuôn mặt đã sở hữu nhiều cái nét mà nhiều cái nét đẹp. Vận mệnh thì may mắn. Nếu mà biết cách tu dưỡng ấy, thì họ có thể là đạt được những cái sự nghiệp mà vững chắc. Cái đặc điểm đầu tiên là mình muốn chia sẻ với các bạn là cái tướng trán. Những cái người này thì thường có cái trán mà cao rộng đầy đặn. Cái đặc điểm là trán cao rộng đầy đặn, cái xương đầu cứng, da thì sáng bóng tươi tắn. Thì trước tiên là mình sẽ xác định cái độ mà cao rộng, xác định cái độ cao rộng của trán nhé. Cái đầu tiên thì là như này. Đây, bạn phải xác định là 3 điểm nhé. Cái đường mà cao nhất ở chân tóc là A này, chỗ ấn đường hất lên đến chân tóc thì là trán, mà thì cái chỗ ấn đường thì là B này, cái điểm này là B này. Còn từ ấn đường mà xuống đến cằm là C, điểm cằm gọi là C nhá. Nghĩa là thế này, nghĩa là AB mà bằng 1 phần 2 BC thì là trán bình thường. Đây, tôi đo trán của tôi. Nó phải gần hết cái này. Chán tôi thì nó thuộc dạng mà ngoại cỡ hay nó thuộc dạng là cao rồi. Đây nghĩa là A, nghĩa là cái chán ấy mà nó cao bằng 1 phần 2 ấy, cái từ chỗ ấn đường xuống tới cằm này thì là bình thường. Còn nếu mà cái độ cao, độ dài của nó ấy hơn 1 phần 2 thì là trán cao. Còn nếu mà nó thấp hơn 1 phần 2 thì là trán trán thấp. Còn cái độ rộng ấy, cái độ rộng của nó ấy, thì các bạn phải lấy cái dây, bạn phải lấy cái dây và đo là hai bên mép trán này, hai bên mép chân tóc ở cái độ rộng bạn đo nhá. Rồi bạn nếu mà cái chiều chiều dài của cái độ rộng ấy mà bạn ướm, nếu mà nó bằng từ điểm B, BC thế này, nghĩa là từ cái ấn đường xuống đến cằm ấy thì là độ rộng nó vừa phải, mà cái chiều dài nó dài hơn thì là cái độ rộng nó gọi là rộng hơn, còn nếu ngắn hơn thì là trán hẹp. Đấy, đại loại là như thế. Đây là xác định cái độ độ cao rộng của trán. Người mà có cái tướng mà trán mà cao rộng đầy đặn này thì là cái người mà rất là thông minh. Cái người này thì rất là lanh lợi. Họ thì được được nuôi dưỡng tốt. Những cái con người này thì giỏi phân tích. Giỏi nhìn thấu người khác. Giỏi nhìn thấu công việc. Họ thì kiên trì, họ thì có hoài bão trong công việc. Không chùn bước trước khó khăn, không chùn bước trước thất bại. Những cái người này thì có thể làm nên cái sự nghiệp lớn. Họ có thể là những cái người mà thành công ngay từ nhỏ, ngay từ trẻ. Tuy nhiên những cái người này thì cái phần gáy này này không được nhọn, không được sương sờ. Ok.
Vì nếu mà những cái người này mà cái phần gáy mà nhọn mà sưng sờ ấy thì họ sẽ biến thành những cái người mà vô cảm lạnh lùng. Nếu mà cái người mà vô cảm lạnh lùng ấy thì cẩn thận khi tiếp xúc với họ. Một cái điểm nữa là chúng ta để ý cái lông mày của họ. Như là cái đường nét lông mày của họ ấy thì rất là rõ ràng, rất là sáng sủa, mọc thì mọc xuôi, cái sợi lông mày thì thanh mảnh mềm mại. Người có cái tướng mày như vậy thì thường là lạc quan yêu đời, thường cởi mở lương thiện, không bao giờ đố kỵ, không bao giờ đố kỵ với người khác. Họ thông minh. Những người này thì có thể là đúc kết những cái kinh nghiệm mà từ trong những cái thất bại của mình, của người khác. Dù trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, thì họ vẫn luôn là cái người mà tích cực, vẫn tích cực. Họ thì chờ đợi thời cơ để có thể là thay đổi cái vận mệnh của mình. Một cái đặc điểm nữa là các bạn quan sát đến đến ánh mắt của họ. Những cái người này thì ánh mắt có hồn. Cái đặc điểm của ánh mắt có hồn nghĩa là gì? Nghĩa là cái mắt thì có cái màu trắng, màu đen rõ ràng. Cái lòng đen và lòng trắng nó phân minh. Cái lòng đen ấy thì nhiều hơn lòng trắng. Ánh mắt thì nhanh nhẹn, linh hoạt. Ánh mắt nhanh nhẹn, linh hoạt chứ không không đờ đẫn, không chậm chạp. Cái người mà mang cái tướng mắt này ấy, thì sẽ luôn gây được những cái ấn tượng tốt đẹp với người xung quanh, với người đối diện. Họ là người thông minh, họ là cái người mà năng động. Họ là cái người mà hoạt bát, giàu nhiệt huyết, rất là tích cực. Con người này cũng cầu tiến, sẵn sàng phấn đấu và sẵn sàng chịu đựng mọi cái vất vả khó khăn để đạt được thành công, để nâng cao được cái giá trị của bản thân. Họ ấy thì dù có gặp những cái tình huống mà khó khăn ấy, gian khổ ấy, thì họ vẫn kiên cường và phấn đấu. Họ không biết mệt mỏi. Những cái người mà có cái ánh mắt này thì thường được quý nhân phù trợ, thường được quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế nên họ rất là dễ dàng thành công trong trong sự nghiệp. Một cái đặc điểm nữa là các bạn quan sát đến hai cái gò má. Đây, cái gò má đây nhá. Quan sát hai gò má. Hai gò má thì phải đầy đặn, phải sáng sủa. Cái đặc điểm là gò má cao, đầy đặn, sáng sủa. Gò má ấy thì không được nhọn nha, không được nhọn, không được trơ xương nha. Nó phải có thịt. Các bạn cố làm cái gì làm, nhưng mà đừng có để cái gò má của mình nó trơ hết xương ra. Tập tành hay hoạt động hay làm cái gì thì cũng phải để ý. Kể cả là nhiều khi mà mình tập thể dục thể thao nhiều quá thì nó trơ xương, nó nhọn hoắt ra thì nó khiến mình mất lộc đi. Thực ra đó là cái yếu tố mà dinh dưỡng ấy. Dinh dưỡng thì nó tác động đến cơ thể, nó tác động đến cái sức khỏe của cơ thể. Khi mà bạn mà kiểu như là bị gầy quá, bị thiếu dinh dưỡng, kể cả những cái người mà ví dụ là như người ta tập thể hình, tập thể dục thể thao ấy, trông thì người ta có vẻ là có cơ, có bắp các thứ, nhưng mà thực ra ấy, người ta ăn uống mà để cho cái ngoại hình người ta có cơ bắp săn chắc ấy, chưa chắc người ta đã đầy đủ dinh dưỡng. Cái người đầy đủ dinh dưỡng thì đôi khi nó phải có cả chất béo trong cơ thể nữa chứ, có cả tinh bột các thứ, nên người ta cứ hạn chế, người ta ăn toàn là đạm, rồi xong nhìn thì rõ là cơ. Nhưng mà cái lượng mà lượng đường, cái lượng tinh bột trong trong cơ thể người ta mà kém ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái trí nhớ.
mà cái chất béo người ta kém thì nó cũng không thể là làm một cái chất xúc tác để mà nó chuyển hóa những cái chất mà nó có những cái vitamin, có những cái vitamin mà nó chỉ có hòa tan trong cái chất béo thôi. Thì nếu mà người ta mới ít đi thì người ta cũng không thể là gọi là đầy đủ dinh dưỡng được. Đấy, thế đại loại là nhìn lúc nào nó phải hơi có da có thịt mà nó tròn trĩnh, nó nói chung là nó tươi tắn, nó có sức sống tí, đại loại là như thế. Những cái người mà nhìn vào ấy, nhìn vào cái gò má ấy của một người ấy, thì ta có thể là đoán định được cái ý chí, cái sự quyết đoán, cái sự quyết tâm và cái hoài bão của người ta. Nếu một người mà sở hữu cái gò má đầy đặn ấy thì chắc chắn là cái người này sẽ có cái ý chí rất là kiên định, có năng lực quản lý tốt. Họ thì biết cách đối nhân xử thế. Dù có trong một cái môi trường phức tạp ấy thì họ vẫn cứ chứng tỏ được cái khả năng nổi trội. Cái người này mà có thêm được cái mũi đẹp ấy, cái mũi mà cao thẳng ấy, cái cánh mũi mà rộng nở nang ấy, cái đầu mũi tròn ấy, đây cái đầu mũi. Cái đầu mũi mà tròn mà có thịt ấy, thì chắc chắn là có uy quyền, chắc chắn là được cấp dưới nể nang. Chúng ta quan sát đến tai. Cái tai cái đặc điểm của tai thì là cái đường nét tai nó phải rõ ràng, cái đỉnh tai ấy thì phải cao hơn lông mày, cái dái tai nghĩa là cái đỉnh tai của người này thì cao hơn lông mày, cái dái tai thì dày dặn. Cái đỉnh tai đại loại nó phải cao hơn lông mày, cái dái tai này thì nó phải dày dặn. Nghĩa là một là đỉnh cao hơn lông mày, hoặc là hai là cái dái tai nó phải dày dặn. Những cái người mà có cái tai mà cao hơn lông mày thì bẩm sinh đã là cái người mà thông minh hơn người. Những cái người này thì học rất là giỏi. Họ thì thích tìm kiếm cái sự thành công. Bởi vậy thì họ có thể là liên tục phát huy được cái tiềm năng của mình. Cái người này thì có thể là tạo dựng được cái danh tiếng và cái địa vị của mình ngay từ lúc còn trẻ, hoặc là họ có những cái gia thế mà tốt đẹp, hoặc là họ cũng là cái người mà nhận được những cái phúc đức từ tổ tiên để lại. Những cái người này thì giỏi giao tiếp, họ biết cách tạo dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp. Họ đối xử chừng mực với mọi người. Còn cái người mà có cái dái tai dày thì là những cái người mà những cái người trung hậu, cái dái tai người ta dái tai dày dặn thì là những cái người mà trung hậu, những cái người thành thực, những cái người mà biết tiếp thu những cái ý kiến của người khác, biết sửa đổi, biết hoàn thiện bản thân. Hơn nữa thì họ cũng được quý nhân phù trợ, được nhiều người khác giúp đỡ. Trong cuộc sống và sự nghiệp ý, thì họ tránh được những cái rắc rối, những cái phiền toái mà không đáng có, bởi vì họ rất là được nhiều người xung quanh giúp đỡ. Những cái người này thì cái cuộc sống về già của họ thì có nhiều phúc lộc, rất là nhàn, rất là thong dong. Một cái điểm nữa là chúng ta chú ý đến cái mũi. Những cái người mà luôn gặp may mắn ý, thì là những cái người mà có cái mũi cao, mũi thẳng. Cái mũi của họ thì không lệch, không gồ ghề, cái chiều dài thì nó hài hòa với khuôn mặt. Cái chiều dài hài hòa là như thế nào? Người ta chia ra là 3 điểm. Thẳng lên nghĩa là từ đây này, từ ấn đường lên đến cái chân tóc ở phía thẳng lên trên mũi này này. Đấy. Rồi từ đây này cho đến cái đầu mũi. Rồi từ đây cho đến nhân trung. Nghĩa là ba cái điểm này nó phải gần như là bằng nhau, nó có tỷ lệ gần như là bằng nhau, như thế thì là mũi hài hòa. Còn nếu mà
chán người ta mà thấp quá, mà mũi người ta dài quá, hoặc là cái này chán người ta mà cao quá, hay là từ cái phần mũi mà xuống đến cằm người ta nó dài quá, cái mũi nó ngắn nó bé tí này, thì là kiểu mũi đấy là không hài hòa. Nói chung là tỷ lệ là 1 với 3 là như kiểu nhau, thì là mũi hài hòa. Những cái người này ấy, thì thường là những cái người lương thiện, những cái người mà rất là trong sáng, làm việc thì đàng hoàng, cái gì thì cũng quang minh chính đại. Mọi người thì rất thích kết bạn với người này, rất thích kết giao với họ. Họ sẽ có những cái mối quan hệ mà tốt đẹp, sẽ có bạn đời mà như ý, lý tưởng. Sự nghiệp và tài vận của họ thì luôn thuận lợi. Một cái điểm nữa là chúng ta quan sát đến cái miệng. Những cái người này thì có cái miệng rộng, môi thì khép chặt, cái khóe miệng của người ta thì hướng lên. Để mà xác định được miệng rộng hay là miệng hẹp ấy, thì các bạn xác định như này, bởi vì cái gì nó cũng có cái tỷ lệ, có cái kích thước của nó, có cái bộ vị của nó. Đây nha các bạn nha, các bạn lấy 3 cái ngón tay trỏ giữa và đeo nhẫn, các bạn áp vào miệng này. Đây nha, nếu như mà hai cái mép miệng của bạn ấy nó lớn hơn 3 cái ngón tay này này thì là miệng rộng. Còn nếu mà nó mà nhỏ hơn 3 ngón tay này thì là miệng hẹp. Còn nếu mà nó vừa khít thì là miệng bình thường. Tuy nhiên thì cái này thì nó cũng có những cái mà ngoại lệ, bởi vì có những cái người mà cái ngón tay của họ lại to, ngón tay của họ rất to thì nó sẽ không chính xác. Nhưng mà thường thường thì nó rất là ok, nó rất là chuẩn nha. Cái người mà mang cái tướng miệng này thì thường là những cái người mà có rất là nhiều phúc khí. Họ rộng lượng, đối xử thì ôn hòa tự nhiên với mọi người. Các cái mối quan hệ của người này thì rất là tốt đẹp. Họ rất có cái năng lực mà lãnh đạo, rất có năng lực mà quản lý công việc. Những cái người này thì luôn khát khao mà xây dựng những cái sự nghiệp lớn. Họ luôn tự nguyện phấn đấu mà để đạt được những cái thành công trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Họ thì tích lũy được nhiều tài sản, nhiều của cải. Một cái điểm nữa là chúng ta quan sát đến cái cằm. Đây cằm. Những cái người này thì thường là có cái cằm tròn này, hoặc là cằm thì vuông vức. Đặc điểm là cằm của người ta là phải có thịt. Dù là tròn hay là vuông vức, nhưng mà cằm người ta phải có thịt, phải đưa ra, phải nhô ra, chứ đừng có thụt vào nhé. Cằm mà thụt vào người ta gọi là cằm lẹm. Cằm đưa ra thì đây, thế nào là đưa ra, thế nào là bình thường. Từ cái đầu mũi cho đến cái môi cho đến cằm ấy, nó phải là một cái đường thẳng. Chứ nó mà lẹm vào thì nó sẽ bị không phải là đường thẳng, mà nó đưa ra, nếu mà là đường thẳng thì là bình thường, thì là cằm bình thường. Còn nếu mà cằm mà đưa ra thì nó là cằm đưa ra, đấy, đại loại là đấy, thì nó sẽ không còn là đường thẳng. Nhân tướng học cằm là địa cát, là địa cát. Người mà có cái phần cằm mà đầy đặn ấy, thì thường là rất là hiền lành, rất là đôn hậu. Người đời thì người ta hay nhìn cái cằm, người ta bảo là cái cằm này là phúc hậu đấy. Những cái người này thì thích trò chuyện với mọi người, do vậy thì cái quan hệ mà giao tiếp của họ rất là tốt đẹp. Người này thì kiếm được nhiều tiền bạc. Nếu mà trên mặt của họ mà xuất hiện thêm cái nếp nhăn thành công ấy, nghĩa là cái nếp nhăn thành công là đây này, mình không hiểu sau này mình có xuất hiện cái nếp nhăn thành công không, mà chắc là phải có tuổi thì mới có được cái nếp nhăn, thì lúc đấy mới xem được.
cái nếp nhăn thành công nó xuất hiện ở hai bên xương quai hàm. Những cái người mà có cái nếp nhăn này thì làm việc thì luôn chắc chắn, luôn biết ứng biến trước mọi cái tình huống mà xảy ra. Dù có gặp khó khăn thì họ cũng không bao giờ nao núng, không bao giờ nản lòng. Họ thì hiểu rõ cái đạo lý mà khổ tận cam lai. Những cái người này thì về cuối đời thì càng gặp may mắn, càng về cuối đời thì càng gặp may mắn. Những ai mà có những cái nét tướng như thế này mà trên khuôn mặt ấy, thì họ sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như tình cảm. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần nhớ rằng là tất cả mọi thứ mà chúng ta đạt được ý, chúng ta đạt được sau này thì nó sẽ đều xuất phát từ những cái ý chí, những cái nỗ lực của bản thân, những cái sự chăm chỉ của bản thân. Nếu như mà có những cái nét tướng này mà các bạn mà lười biếng ý, thì cũng khó mà thành công. Tốt nhất là bản thân của mỗi người thì nên tự xây dựng cho mình một cái lối sống tích cực, một cái lối sống chăm chỉ, để chúng ta đạt được cái thành công viên mãn. Thôi, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc cho các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu các bạn cảm thấy video của tôi nó có giá trị, nó bổ ích, thì các bạn đừng quên đăng ký kênh. Để sắp tới thì mình cũng ra thêm nhiều những cái video mà nó hay hơn và nó thiết thực hơn. Các bạn mà có đóng góp ý kiến gì thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Các bạn có thắc mắc gì hay là muốn trao đổi một vấn đề gì, bất kể vấn đề gì, thì các bạn hãy cứ bình luận ở bên dưới cho mình. Có thời gian thì mình sẽ trả lời toàn bộ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo cho những video tiếp theo. Hãy chia sẻ video này đến với những người thân. Hãy like, hãy để lại ý kiến đóng góp ở bên dưới. Chúc các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào các bạn.